qua Hustler Park. Ngay cái vùng này thì Laguna cách Bosa khoảng nửa tiếng. Mà khu này thì rất là đẹp. Các bạn nên viếng thăm cái khu này. Cái khu này là rất là ăn sạch sẽ và rất là không có nhiều người gì mấy. Nhưng mà đi weekday, hôm nay mình đi thứ hai nên là rất là đẹp. Đây là cái park nè, Hustler Park. Hustler Park đây nè. Cái park này nó có dùng cho mấy người đa số. Người này là mấy người già mà họ có tiền mà đã đến đây. Rất là đẹp. Đấy. Thì nó nằm trong cái nếu mà các bạn lên cho cái Google đó thì check cái chữ Hustler Park. Hustler Park hồi chị tin cái này là rất là đẹp. Chung quanh này có mấy cái cây rất là đẹp. Đẹp lắm. Hôm nay thì winter time ở New York thì khoảng chừng 30 độ F, đây thì 76 độ, quá đẹp. Đây nó trồng mấy cái cây, cái bãi biển cũng không quá nhiều người. Bởi vì cái chỗ này đa số dùng cho mấy người già, mấy người có tiền. Cho nên các bạn đến đây thăm ở chỗ này rất là đẹp. Mình đi lên đây. Mấy cây xương rồng nó cũng đẹp nữa đó. Đấy. Bãi biển là rất là thơ mộng. Bên kia thì có một cái cô nàng nó đứng đó. Đây nó có cái restroom rất là sạch sẽ. Nếu mình với các bạn lên đây thì đem theo đồ ăn. Hôm nay thì mình đi tèo sandwich. Ngay chỗ đó thì mua mấy cái đồ như là bò bía, hay là rổi cuốn, hay là mấy cái đồ ăn chơi đó lại ở chỗ này. Địa biển này rất là đẹp. Mấy người đi thì cũng rất là lịch sự. Mấy người đến đây thăm thì rất là lịch sự. Đây chỗ này là đường xuống dưới biển. Xa xa nó rất là đẹp ha. Rất là sạch sẽ, hôm nay là rất là sạch sẽ. Đây là cái park, Hustler Park. Nếu mà các bạn muốn đến ngay cái bãi biển này thì cách ở Bosa 30 phút đó, nửa tiếng đồng hồ. Rất là đẹp, chỗ này rất là đẹp. Dẫn mấy gia đình lên thăm. Nhưng mà chỗ này thì đậu xe thì 2 đồng rưỡi một tiếng. Nên đem tiền 25 cent theo. Tại vì chỗ này nó còn không, nó cũng nhận cái credit card. Đấy. Có thể trả tiền bằng credit card. Mấy cái meter nó có nhận cái credit card. Anh ấy cái chỗ này có mấy cây rất là đẹp. Đấy.
Khu này thì nó rất là đắt tiền, rất là đẹp. Bạn theo đây có cái nồi quy thì họ không có cho bắt mấy cái con sò, con hến, con ốc, họ không có cho bắt cái gì hết á. Đấy, mấy cái này là mấy cái thiên nhiên, họ không cho bắt, không có cho dỡ mấy cái cục đá lên, tại vì dưới mấy cục đá nó có mấy cái con thú thiên nhiên, không có cho dỡ lên. Không có cho dẫn chó xuống biển, không có cho bơi lội, không có cho surfing, scuba diving, không cho hút thuốc. Đấy. Ôi, cái chỗ gì cũng có hết, đây rất là đẹp. Bên xa xa kia nó có cái bãi biển rất là đẹp, rất là tình tứ. Nếu mình đi em theo gia đình đi thêm thì rất là đẹp. Cây cỏ thiên nhiên chỗ này nó berserk, mấy cái thiên nhiên, mấy cái đồ thiên nhiên không cho người ta bắt. Cái nhà vệ sinh thì rất là sạch sẽ. Nếu mà các bạn thích đi bộ thì nó gần ở chỗ này nó có mấy cái lagoon, cái chỗ đó cũng rất là nhiều người đi. Bây giờ mình đi xuống biển có một chỗ mình đi xuống biển thì nó hơi khó khăn, lúc mà đi xuống nó cái dốc này thì nó đi xuống hơi khó khăn, mà những người mà handicap thì có thể là hơi khó khăn. Mình ra đây mình nên đem towel với mấy cái đồ ăn chơi như là bò bía, rổi cuốn, chả giò, bánh cuốn, bánh mì, cần nhất là đem theo nước uống thôi. Rất là đẹp bãi biển này, ranking là number one. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bãi biển này còn, nếu mà mấy người mở New York như tôi đã qua bên đây á, nên đi nghỉ mát đi là chỗ này. Cả đều là tự nhiên hết, rất là đẹp. Là cái tự nhiên đây. Nature beautiful. Đây. Such a beautiful rock, right? Beautiful. Cái chỗ này rất đẹp. Biển thì cũng không có sóng gì mấy. Có thể là đắt ra biển nhiên vì lợ rồi.
khai đất nó bị lở xuống. Những người mà handicap thì có thể gặp khó khăn đi cái cầu thang này. Cái đường này nó hơi khó khăn, không có cái mấy bậc thang cho nên cái dốc này thì rất là cao, nhưng mà các bạn nên chú ý. Bên kia tương lai chắc đất nó sẽ bị chồi xuống, mấy cái dốc thiệt là cao đấy, có thể là cái nhà nó sẽ có thể sụp xuống luôn. Ngay bãi biển này là rất là đẹp. Chỗ này thì có chỗ cho mình ăn uống, còn mình muốn nằm bãi cỏ thì cũng được. Cái park này coi như là ranking number one dùng bỉa biển của miền Cali, rất là đẹp. Đây là phía trên nhìn xuống cái bờ biển. Mình đậu hai xe, đậu xe phía bên đó đó, cũng nhiều chỗ đậu xe nếu mình đi ngày ban ngày đi quyết đề đó. Bãi cỏ rác và sạch sẽ. Thì mình đi xuống chỗ đi bộ, I took one picture, this scene right here.
Đây có một cái lối đi rất là đã. Nhìn ra biển rất là đẹp.
Bên kia xa xa là Laguna Beach. Laguna Beach bên kia. Thì bên kia thì very commercial. Bên đây thì không có nhiều người gì mấy. Đây, các bạn nên đi cái park này. Park này rất là đẹp. Đây. Laguna Beach thì nó là commercial lắm. Rất là đông đúc người. Cái phần lại có nhiều cái phần tử không có tốt. Bên đây thì người resident, residential area thì nó yên tĩnh hơn. Mình đậu cái xe này thì đậu cũng không có thoải mái hơn. Nếu mà đi weekday, weekend thì khác. Trên thì có núi, dưới thì có nước. Đây có cái park, park này coi như là ranking number one này. Rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Bên xa xa đó là thành phố Laguna, một khu nhà giàu, những người nổi tiếng ở Philippines. Em mình zoom lại gần chút. Bãi biển cũng nhỏ thôi, không có lớn gì.